Thoải mái. Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, vẫn trong buổi trưa ngày 12 tháng 8 năm 2018, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất vinh dự được đón một đoàn khách đến từ thành phố Bắc Giang. Vâng, theo đoàn của anh cùng 4 anh em và sắm 2 sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, 2 sản phẩm thì của 2 anh. Sản phẩm thứ nhất là một chiếc âm ni Lachman 504 có giá dưới 8 triệu đồng của anh Nguyễn Đức Thìn. Và sản phẩm thứ hai là một cặp loa Diatone DS77HR của anh Giang. Anh đến từ Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang. Vâng, sản phẩm của các anh thì đã được các anh thẩm âm. Vâng, chiếc âm ni Lachman có model là 504 có giá dưới 8 triệu đồng. Vâng, sản phẩm thứ hai là của anh Giang. Anh đến từ Hoàng Văn Thụ, Bắc Giang. Anh về cửa hàng âm thanh Hạnh thẩm âm cho mình một cặp loa Diatone DS77HR. Vâng, mỗi một vị khách đến với cửa hàng âm thanh Hạnh sắm được những sản phẩm bên cửa hàng thì cửa hàng xin quay một clip ngắn vừa là quảng cáo tất cả các sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Hạnh. Vâng, đây là cặp loa Diatone DS77HR. Loa được sử dụng 3 đường tiếng, phát 30, một trung đô, một chép đô. Vâng, mặt bom bê thùng màu vàng. Vâng, hai sản phẩm của hai vị khách tại thành phố Bắc Giang ngày 12 tháng 8 năm 2018. Vâng, những vị khách thì xin được giấu hình. Đúng rồi. Sợ các bà vợ biết đến. Đúng rồi, chính xác, mình lắm tiền nhiều của rồi, lúc đi đường cướp là chết. Mình cứ cảnh giác em ạ. Vâng, âm thanh Hạnh là một clip ngắn thông báo cho quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc được biết. Chiếc âm ly Lachman 504 cũng đã có chủ về thành phố Bắc Giang, phường Dĩnh Kế. Vâng, sản phẩm thứ hai là một cặp loa Diatone DS77HR về Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, cùng anh Giang. Vâng, mọi chi tiết về tất cả các sản phẩm của quý vị và các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng âm thanh Hạnh theo hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của âm thanh Hạnh tại cổng chợ số 3, Dao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, âm thanh Hạnh xin dừng clip tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của âm thanh Hạnh. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.